Đây là vườn ấp khí Lộc Lên, Bình Phước. Làm từ đầu năm đến cuối năm, làm khoảng gần nửa vòng thân cây, làm theo đơn 4. Các bạn thấy là khi mình dời, mình khoan vòng vòng thân cây á, thì cái cây mình nó sẽ không bị nứt. Nếu mà cái giữ cái độ mũ nó cao thì cái vết thương nó lành nhanh và cây nó không bị nứt. Còn nếu mà mình bơm khí nhiều và khi mà độ nó giảm á, thì cái cây nó sẽ cái mũ nó sẽ không có đông để nó làm vết thương và cây nó sẽ rất là dễ bị nứt. Rồi nếu mà cái nó có cái dây mũ này nè thì nó lành rất là nhanh. Còn không có dây mũ thì đôi khi nước mưa nó vô, nên lưu ý cái phần đó. Nên cắm ống thì nó sẽ có lợi thế là nó sẽ tạo ra cái dây mũ cho cái cây của mình. Thế là nhìn phía bên hông là cái phần vỏ da cát nó đụng ra, và những cái mũi khoan là bắt đầu nó đụng ra, nó đụng như sợ cái da cát ra. Cái này sử dụng che mưa bằng cái tấm ni lông, nhưng mà mình sẽ bấm như thế này để dời nó dễ dàng hơn. Mình cầm mình dời nó dễ đó. Thì khi mà che mưa thì nó cầm dời qua. Đây cũng là một cái cách mà cũng tương đối hiệu quả, nhưng mà đòi hỏi cái người làm cũng phải biết ý. Chung mà chủ vườn làm thì lúc nào cũng đạt hết. Còn nếu mà thưa không thì nó phụ thuộc vào cái công nó không muốn làm thì nó sẽ không đẹp. Và lưu ý là mình không có bôi Vaseline mà trong mùa mưa nhé. Và tốt nhất là phương pháp này cũng không cần bôi Vaseline, tại vì cái mũ nó sẽ động ở trong cái lỗ khoan và nó sẽ bít lỗ khoan, nó không cho mưa xâm nhập vào. Những cái này nó bắt đầu đùn ra và da cây nó lành lại. Đùn này làm cho tới Tết luôn, sản lượng mũ cũng đều đặn. Nếu mà áp khí đúng phương pháp thì sản lượng mũ không giảm mà nó sẽ tăng từ từ, và nó tới cuối mùa thì nó sẽ giữ vững cái sản lượng, nó không bị giảm giống như vườn cà truyền thống. Đây chủ vườn có nuôi sóc. Sẽ đào rào. Còn nếu mà dùng máng mình cũng khoan vòng vòng bên thân cây. Tránh trường hợp mà mình khoan theo hàng áp khí theo hàng dọc, nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng tới cây. Giống như cây này có tiền sử khô miệng. Đó, mình khoan sản lượng mũ vẫn bình thường. Nên khi mà bạn tới một cái vườn nào đó mà làm áp khí thất bại thì rất là đơn giản. Cái dấu hiệu của nó là nó sẽ nứt nhiều và nứt dọc lên cái thân cây như thế này. Thân cây sẽ bị nứt dọc lên là do cái lượng khí là quá mức. Thứ hai là nếu mà lượng khí quá mức thì cái lượng mũ nó chỉ ra nhiều được vài dăm đầu thôi. Sau đó thì cái cây nó sẽ bị mất sức và nó giảm mũ, giảm độ. Và lúc đó mũ nó sẽ, nó khi mà độ nó loãng nó sẽ chảy theo những cái vết khoan mà nó không có lành được, nó sẽ chảy rỉ rỉ ra. Một số trường hợp tệ hơn đó, là nó sẽ chảy ở dưới cái da cát này nè, và nó sẽ đùn cái nguyên cái lớp da ra ngoài, nhìn rất là xấu. Nên những vườn áp khí đúng đó, thì các bạn thấy là nó sẽ, cái cây nó sẽ bình thường, nó không có bị nứt và nó không có bị xì mũ ở chỗ nào hết. Đó là cái cách mà mình biết được là vườn nào sử dụng áp khí mà đúng phương pháp và vườn nào sử dụng áp khí sai phương pháp. Nói chung là vườn áp khí sử dụng đúng phương pháp thì
chủ vườn rất là vui vẻ, tại vì doanh thu đạt, sản lượng mũ đạt. Còn vườn này áp khí thất bại, nghe chữ áp khí là thôi chủ vườn nó muốn cầm cây mà đi được cái người bán rồi đó. Như thế này thân cây hoàn toàn bình thường, và cái thu hoạch nó chỉ tốn rất ít cái vùng da cây, nó không tốn không có nhiều, nên cây của mình khai thác lâu dài được. Và qua mùa cao thì sản lượng nó sẽ tăng khi mà cây nó hồi phục. Còn trên cái thân cây phát triển bình thường, không nứt, không bất cứ dấu hiệu gì hết. Vì vậy làm cái phương pháp này là hỏi chủ vườn là phải hiểu rõ cái phương pháp, để mà khi mà làm mà hơi công đi, có vấn đề gì chủ vườn phải nhận ra ngay và khắc phục liền, chứ không để cái công mình họ làm sai. Làm sai có thể là họ vô tình họ làm sai, hoặc họ cố tình họ làm sai. Và phải giảm quản lý được cái lượng mũ, chứ thôi đôi khi bị chẻ mũ thì chủ vườn không đạt. Nó rất là nhiều vườn cả năm, trong cuối năm mới xuất hiện là công nhân họ chẻ mũ. Sản lượng thì họ nó không đạt, nhưng thực tế là do bị chẻ mũ nên sản lượng nó không đạt. Anh Toàn, anh Toàn, sau một năm áp dụng khoan nước mũ bằng khí thì anh thấy hiệu quả như thế nào? Thấy cũng bình thường anh. So với cạo thì nó cạo được 25-30%. 25-30% thôi. Còn cái công sáng của mình thì nó có đỡ hơn không? Thì vườn lớn thì nó người ta khoảng 5-6 mẫu thì làm em thấy cũng bình thường. Vườn nhỏ thì người nhà mình làm biết ý thì nó không vấn đề. Như của em đây được 10 mẫu là em giảm được 1 công đồng. Bình thường là 3 công, bây giờ còn 2 công. 10 mẫu là anh giảm được 1 công. Dạ, 10 mẫu là giảm được 1 công lao động. Là người nhà mình làm hay là cũng thuê người làm? À, cũng thuê người làm. À, mình là đi về nắp chớp với bơm khí. À, là anh sẽ nắm cái phần về nắp chớp với bơm khí. Còn lại là hai người cứ đi khoan rồi trút mũ làm tô cũng bình thường, đi về. Còn đỡ được cái đi đêm, chiều mình làm xong mình đi về. Anh làm cái này hồi xưa là vườn của anh cạo đúng không? Đúng rồi, vườn cạo dao cạo được 5 năm. Cạo được 5 năm. Thì anh chuyển qua anh làm này, anh thấy là cái sức khỏe nó như thế nào, nó tốt hơn không? Thì tốt hơn. Tại vì 4 giờ mình đi khoan, 4 giờ đi khoan thì khoảng 5 rưỡi tới 6 giờ là xong hết công việc. 5 rưỡi tới 6 giờ là anh hết công việc. Về nhà đi uống cà phê, đi uống trà hoặc là đi nhậu cũng được. Cái này đi nhậu vô là khoan được không anh? Tùy theo mình, thấy đi nhậu thì nhậu chứ cũng khoan được bình thường. Khoan được bình thường, nó đỡ hơn cạo đúng không? Cạo thì nó mệt hơn đúng không? Nó không có cực như cạo. Có bữa em đi làm cả lâu 500 cây không có nghe đổ mồ hôi. À dạ. Tại vì cái thao tác mình làm á, nó dễ hơn, nhẹ hơn. Mình chỉ khoan rồi mình gắn cái ống rồi lật tô thôi, chứ không phải cạo như cạo dao. Cái phương pháp che mưa mà anh thấy vừa rồi anh thấy ổn nhất là che mưa theo kiểu nào? Che mưa thì em thấy là cái máng mà máng đen á. À, lỗi nhất. Nó đen lỗi. Anh làm thì cái phần mà đa phần anh làm là theo đê máy. Những cái vườn của mình. Vườn của em bây giờ em thấy cái hiệu quả cao nhất là đê năm. Đê năm. Về cái sản lượng thì so sánh thế nào so với cạo truyền thống và so với đê ba của khoan? Đê ba của khoan thì độ nó thấp. Độ nó thấp. Một ít. Về quy khô nó sẽ tăng được bao nhiêu phần trăm nếu mà anh làm đê năm? Có nghĩa là anh ví dụ giống như một tháng đê ba anh bán được nhiêu tiền mũ, và tháng còn lại cùng cái lô đó cùng thời điểm cái đê năm anh bán được bao nhiêu tiền mũ? Cái đó thì em không có tính theo từng lô, nhưng mà năm vừa rồi em cạo bằng
Năm trước đó, cái năm trước mà mình cạo bằng bằng dao mà cạo đi ba là trung bình khoảng được từ 50 tới 55 triệu một tháng. À, là một tháng. Còn chuyển qua khoan này thì nó được khoảng từ 65 tới 70. Cái tháng nào nhiều nhất là được 64 triệu là nhiều nhất. À. 74 triệu là nhiều nhất. 74 triệu là nhiều nhất. Cái trung bình là 65, 68, 70. Cái vườn anh khoan đến thời điểm nào anh mới dừng? 27 Tết ấy. À 27 Tết à. Cái dạ. Sản lượng cuối năm anh thấy sao? Nó đạt không? Cái sản lượng cuối năm, cái ngày cuối cùng ngày 27 Tết đó là khoảng hơn 3 mẫu một chút. Và được 270 kg. Dạ. Độ cao mà? Độ được 39 độ. À độ cũng tương đối cao. Dạ. Giờ cái sản lượng nó vẫn giữ. À, vẫn giữ. Đó. Vẫn giữ cho mình. Nhưng mà lúc đó lá rụng hết rồi, người ta nghĩ mình cũng nghĩ luôn. À cái vườn bên đây hôm nay là anh đóng nắp chóp anh khoan lại à? Dạ, đóng nắp chóp khoan lại là mình làm miếng gốc. Nhưng mà anh định lấy mũ luôn hay là anh chỉ thử thôi? Lấy mũ luôn. À, chưa có nước mà vẫn lấy mũ á? Dạ, mình lấy miếng gốc tại vì đó là cây nó già tuổi hơn. À. Còn cây tơ thì mình vẫn chừa lại, chừng nào mưa xuống mình mới làm. Hôm qua là anh mới đóng nắp chóp, hôm kia anh mới đóng nắp chóp đó, hôm nay là cái mũ khoan đầu tiên đúng không? Đúng rồi, bữa nay là mũ khoan đầu tiên. Thì mình ra vườn mình coi là sau một năm anh áp khí và đầu năm sau anh áp khí và anh lấy thử mũ đầu tiên coi cái lượng mũ như thế nào nhé. Thời điểm này anh là anh áp miếng gốc đúng không ạ? Dạ, anh làm miếng gốc. À. Này, cái năm vừa rồi áp khí. Năm trước anh có áp miếng gốc luôn nè. Cái này gần Tết. À, gần Tết. Dạ. Gần Tết em làm được khoảng tháng. Còn năm nay thì... Những cây này thì nó khô miệng rồi. À, cái này là bị khô hả? À, bị khô miệng mình lên trên miếng cao. À, hồi xưa anh cạo truyền thống là cây này bị khô. À, cạo truyền thống là cây này bị khô. Thì cái lượng mũ này cũng tương đối chứ. Lượng mũ này chắc tầm khoảng 300 không ta? Chắc cỡ không? 250 nha, 300 anh nhỉ? Khoảng 200, 250 nha. À. Đây, cái cây sau khi áp khí năm rồi và năm nay... Ủa, mà tại sao năm nay anh lấy mũ sớm vậy? Tại vì cái vườn này cũng già là em định làm khoảng vài năm nữa là thanh lý. À. Nếu mà cạo dao thì chắc không bỏ thanh lý rồi. Yeah. Khoan này thấy được thì để lấy thêm vài năm nữa. Nhiều chứ. Đây là mũi khoan đầu tiên trở lại qua năm thứ hai. Đội mũ cũng tương đối. Tại vì giờ này trời chưa mưa cho nên bơm khí ít, bơm có nửa thì nửa bịch à. Cái đúng là lần đầu thì mình bơm đầy bịch. Này lần đầu em bơm chỉ có nửa bịch thôi. Để dùng cái ghim bấm này cũng tiện quá ha. Dạ. Chuyện nên mình nhổ ra như vậy á để mình tránh cái tình trạng mà nó dính lòng thòng à nó nhiễm lòng nó dính. Thì giờ mình thắng nhỏ. Mình muốn lấy ăn cũng dễ. Dạ. Cái lượng mũ này so với đầu mùa năm ngoái anh lấy thì anh có cái sự so sánh thế nào? Như năm ngoái lúc đầu mùa, năm ngoái lúc đầu mùa thì cái mũi đầu tiên nó như thế này không? Hay là nó nhiều hơn, nó nhiều như thế này. Dạ. Tại vì năm ngoái đầu mùa vô mình làm đó là trời đã có mưa rồi. À. Giờ mình bơm nó 100 cho một lần bơm đầu tiên á. Ồ, lá chưa xanh đậm, lá này. Dạ. Lá này còn non mà. Nói là anh thấy mũ sớm cũng hơi phiêu chứ. Dạ. Tại vì cái vườn này mình lên án nó rồi. À. Lấy một hai mùa nữa cái mình thanh lý. Dạ. Cái vườn này bị giải tỏa sao? À, xấu.
thấy nếu mà sản lượng mà vẫn đạt như năm ngoái thì mình cứ lấy thoải mái với Thanh Lý làm gì? Đam mê rồi, Thanh Lý khoảng này chắc khoảng 6-7 sò nữa, cầm cây ăn trái. À, để cầm cây ăn trái ha. À, như miền Tây rồi đúng không? Đúng rồi. Như miền Tây lên miền Đông đi cao su rồi sao đó. Này, cầm cây ăn trái. Cái này bị khô miệng luôn. Cái này khô miệng hết rồi. Có mũ à, có khô mũ vàng ươm như mấy cây này mà nói cạo dâu thì bó tay rồi à. Ồ cái này cũng khá mũ nè, không phải lớn chén chứ, cái này chảy cái chiều chắc chén đầy quá. Cái này thì chắc mình lấy rồi dựa vào cũng tiếp tục, nhưng mà cái mùa này mình đâu đo độ đâu được đâu nha. Yeah. Cũng khó mà chắc phải dùng bằng mắt thường để biết được cái sức của cây rồi, đúng không? Đúng rồi, mình nhìn cái độ sánh của nó là mình biết. Nếu mà độ giảm quá thì bắt buộc phải giảm đến 5 thôi. Yeah. Mà mùa này anh định làm ở đây mấy? Em tính cái B5 luôn á, B5 em làm suốt năm luôn. À, vừa mình, người năm ngoái sẽ làm B5 ha. À, năm ngoái em làm suốt năm luôn là B5. Mấy cái vườn lấy sớm hiện giờ họ cũng làm B5. Dạ. Nói chung là áp khí thì sau đó mình cứ giãn đê ra, nếu mà mũ đạt thì mình cứ theo cái đê đó giãn công cho mình đỡ tốn công, nên mình vừa chủ động giảm khí mình vừa chủ động giảm ngày, giãn ngày ra. Nên nhiều vườn mình nói là cứ giãn ngày ra đi cái năng suất cây khô nó sẽ cao hơn, nhưng mà nhiều họ họ cũng không có tin tưởng để mà họ giãn ra qua đê 4-5. Cái phần lớn đa số là mấy cái người mà có nhiều vườn á thì mình giãn đê được, còn người ta có 3 mẫu hoặc 4 mẫu người ta giãn đê ra nữa thì cái sản lượng nó thấp, nhưng mà thật ra sản lượng nó thấp. Tại nó quy khô cái độ nó cao thì chúng ta là cái sản lượng nó giống như anh nói là cái kia là 40-50 triệu, đến khi anh áp khí là được 60-70 rồi. À, lấy theo D5. Lấy theo D5. Lấy theo D5 là trung bình cái mỗi tháng lấy bình quân là được khoảng 30 triệu nè. Cái vườn này hơi xấu á nha. À, cái vườn này xấu, vườn này là vừa định tháng lý hồi năm vừa rồi á. À. Năm vừa rồi thấy áp khí làm hiệu quả nên... Nên để lại nên làm thêm năm nữa. Anh định Thanh Lý anh trồng cây gì? Cái này cũng chưa biết nữa, cũng đang thích trồng thủy riêng mà không biết có tập thử mấy cây. Năm ngoái có vườn anh cạo miền nhỏ đúng không? Đúng rồi, cạo miền nhỏ mà anh thấy cái lượng mũ nó cho nhiều quá, cái độ thấp cho nên anh chuyển lại không. À. Ok. Đầu năm có mũ bé rồi. Bị mỏi chân quá. Ở đây như là em lấy mũ đầu tiên. Dạ. Bình Phước thì mùa này cũng sẽ lấy, Tây Ninh thì có nhiều vườn họ tưới thì họ lấy được rồi. Yeah. Bình Phước là vườn nào tưới? Em đây mỗi năm cũng tưới, năm nay hết nước để tưới. À. Cái ao cả, còn còn cái ao ở xa thì biết chứ. Đây là u nần hệ ớ. Cái này cài truyền thống chắc là không có mũ nổi nha. Cài truyền thống cái cài bên trên này được một ít thôi. Làm này mũ cũng đẹp luôn. Dạ. Okay. Anh thấy đợt vừa rồi cũng có rất là nhiều đơn vị triển khai làm áp khí mà tới họ cũng tháo gần như là toàn bộ, thì anh biết cái nguyên nhân không? À, cái đó là do thứ nhất là cái người đại lý mà bán á là kỹ thuật họ nắm chưa chính xác á. À. À, rồi cộng thêm cái nữa là người dân của mình á cứ bơm khí nhiều rồi lấy D3
Thì trong được trong vòng khoảng từ 1 tới 2 tháng thôi là cái cây nó sẽ bị tuyệt chủng. Đúng rồi. Nó giảm mũi giảm độ, giảm mũi giảm độ. Và cái cây nó sẽ bị chảy mũ ở những cái vết thương cũ nó chảy ra nó không lành được. Dạ đúng. À, ở đây có một cái cây đặc biệt, cây cây nào nhỉ? Nãy. Nên là ghé vườn này là mình thấy có một cây tương đối đặc biệt. Cái vườn này trước đó là của bà Góa đúng không anh? Dạ, bà Giá đúng không? Của bà Giá.